ba cái ly từ dưới nhà anh Phước, là anh hai của trưởng Phước, anh hai của anh Ân. Tôi xách đi, mà ở đây tôi cũng có vò ba cái viên giấy, thấy không? Ba cái viên, nó có đẹp lắm. Mà quý vị thấy tròn này chưa? Tiếng Ngọc làm chưa? Chưa. Ba cái ly đều là không có cái nào rủng hết á, nè, thấy không? Đó. Tôi lấy cái ly thứ nhất tôi để đây, để xa xa cho mấy người kia thấy. Ly thứ nhì tôi để đây, ly thứ ba tôi để đây, rồi. Bây giờ trưởng ánh thích viên nào? Trưởng ánh. Viên ở giữa rồi, tôi vò nó lại cho nó tròn, phải không? Cái ly giữa có bể không? Không. Không, rồi tôi để lên. Rồi, giờ trưởng thu thích cái ly nào? Ly đó, phải không? Chắc không? Tôi thả xuống nha. Cái tôi thả xuống, tôi đè. Tôi đè chứ tôi không làm gì hết, nói xuống. Xuống. Mạnh mạnh chút. Xuống. Nghe nó xuống rồi. Sao? Thì phải nói cho mạnh. Để này ra xa xa. Rồi tôi ụt cái viên đó lại nha. Đàng hoàng. Rồi bây giờ trưởng Nghĩa thích viên nào? Bên này. Viên bên này. Ở dưới có mấy viên? Một. Có một. Ở trên có một gõ nữa nè. Rồi đó, thấy không? Rồi bây giờ trưởng Châu thích cái nào? Dạ cái này. Cái đó. Em thả xuống nè, trưởng Châu nhìn cho kỹ, thấy không có không gian đâu. Đè lại nè, nói xuống. Đúng. Xuống. Rồi hai cái. Úp lại, úp hai cái này luôn. Rồi đó, rồi. Cái này cuối cùng phải không? Rồi để đây đã, gõ nè. Cứng, rồi. Xăng tay áo lên, thôi người ta nói. Con nít nó hay nhìn, nó nói ổng ăn gian. Gian rõ ràng, gian rõ ràng. Bây giờ trả lời lại, ở dưới có mấy viên bi? Hai. Hai, ở trên có một. Rồi, trưởng Trung thích ly nào? Dạ, ly này. Ly này. Rồi nha, tôi thả xuống nha, rồi tôi đè, thả xuống đè, nói xuống. Xuống. Đúng rồi, ba viên. Chưa? Rồi nha, bây giờ ba, em chụp ba thằng nó lại, tay không có gì hết, em vỗ. Mấy tiếng? Ba tiếng. Tổng chiếc kỳ hết. Bốn tiếng. Ở đó, rồi. Trưởng Châu thích ly nào? Dạ, ly này. Ly này. Một, hai, ba. Nói bốn. Bốn. Lấy nè, bốn nè. Bây giờ mời bên này trưởng Nghĩa với xóm này kiểm cái ly này coi nó có lũng không. Bên này mẫn trưởng kiểm. Rồi chỗ này đó kiểm giùm đi coi có ly nào lũng không. Có kiểm bỏ gõ đó. Không gõ sao biết nữa. Rồi bốn viên này mời ai kiểm giùm. Rồi kiểm giùm coi có ăn được không. Hãy ăn được thì nói nha. Hãy mà ăn được thì nói cho biết. Rồi nha. Để đây. Cho cả cho tôi xin ly lại nha. Thấy quá à. Rồi. Còn một ly nữa. Đúng rồi, không sao thầy. Rồi. Rồi. Có ăn được không? Dạ không. Dạ không. Tôi để ở đây. Rõ ràng nha quý vị. Cái sàn nhà của nhà dòng còn tốt mà. Rồi. Cũng mời bà sĩ. Phượng thích ly nào? Dạ bên tay phải. Tay này. Dạ. Phượng nói ăn được, nói đi. Phượng nói ăn được. Thêm lần nữa đi. Phượng nói ăn được. Rồi ăn được. Cái đó có thiệt chứ không phải ma giáo không ăn được, ngọt lắm. Chiêu đời cũng giáo. Chiêu đời ông đâu. Làm nói mấy lần cũng được. Thôi làm một lần thôi, làm hai lần bẻ mắng sao. Mà làm nữa phải đi xuống dưới nhà dòng lấy trái cá. Cháu Phượng rồi. Mình bên Úc mà mình làm ra cái đường nứt đó nó đừng đụng vô ăn chết. Cái mình ăn trước cho nó biết nữa. Nó sợ. Có lần làm ra con gà con nó chạy luôn. Chạy chiếc. Mà phải tìm được con gà con. Phải tìm được nó trước. Rồi không có lẽ. Tôi chỉ liền. Chơi với mấy em nó thích lắm. Ba cái ly tôi để
bốn cái viên đó tôi hò sẵn hơi giống giống nhau. Thì ba cái này nằm đây. Ở cái second cup tôi để một cái second nha. Second tức là cái thứ hai, chứ không phải cái thứ nhất, cũng không phải cái thứ ba. Cho nên luôn luôn tôi cầm vậy, thì tôi dơ ra vậy, không ai thấy nó đó, người ta cứ lo nè. Mà ở trong cái thứ nhì có một viên, để ý ra rồi. Thế tôi để cái này lên, luôn luôn ngón tay kèm cái này để không có cái nào rớt ra đó. Mình phải control hết. Rồi khi mình đi ra, mình đổ ra, mình bài cái này ra. Cái là mình bắt đầu cầm như vậy, mình lấy cái chó, nó không có gì, mình để vậy. Cái thứ hai nó có vấn đề, cũng để vậy, nó không có rớt ra đâu. Này nó nè. Rồi cái thứ ba làm lại giống vậy. Nó ly tâm, nó dính dưới cái đáy. Rồi mình để này lên thì nó nằm đây, nó đâu có đi đâu đâu. Nhưng mà mình thấy thằng kia, cái mình tưởng nó vẫn ở cái ly thứ nhì, vẫn có một cái, vẫn còn đó. Rồi làm tiếp tục. Mình giả bộ cho coi rồi, nó có hai sẵn rồi nè. Giả bộ để này lên, ụt cái nào cũng vậy ra hai. Ở trong này vẫn còn cái. Đó rồi cái đi nữa lần thứ ba, cứ làm đều, không bao giờ nó rơi ra đó. Mình để này lên, ở dưới nó có sẵn ba rồi, thì mình làm vậy. Còn cái cuối cùng mình làm ra luôn. Một, hai, ba, cái vỡ bộ vỗ vỗ này kia, cái nó ra bốn. Cái từ đó mình thảy ly cho người ta. Cái ly nào trả về đầu tiên thì mình lấy cái trái của mình cầm được. Đâu ai biết đâu, rồi mình trả đây đó. Cái trái đó nó nằm đây rồi, đó. Dễ quá vậy ha. Dễ quá ha. Hình như là không có ma thuật gì trong đó. Chỉ có nhanh tay, nhanh tay. Không cần làm nhanh, làm ma lành thôi. Nhất là cái hàng này nó nằm đây, đừng tập là phải cầm dưới đáy mà. Thì cái lực ly tâm rất mạnh, nó rớt ra. Còn mình cầm như vậy đó là mình nó rớt ra. Nếu không cầm dưới đáy, cả ba cái cũng không bao giờ rớt hết nè. Cả ba cái nè, hai cái kia cũng làm giống vậy, cho người ta không nghi mà lên. Xong. Ai cũng biết là mà lên. Không cũng này là rất dễ. Cái cuối cùng ai trả cái ly đầu tiên là mình giáo của cầm đây. Mình đưa tới đây, nếu có cái bàn á, đưa với bàn giờ cái mình giữ cái trái thôi đây, cái nằm đây, không còn ai nghi gì hết. Rồi từ từ mình để xuống. Rồi. Đi về mượn cái copy của anh Tùng rồi nè, mượn copy về vào. Không, chơi với ấu thôi, với xói con nó thích con. Nhưng chơi với người lớn còn thích chứ đừng nói xói con. Xói già còn thích. Xói già còn thích.